Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Visual Studio Code toàn tập. Đây là khóa học miễn phí được phát trực tuyến từ Suntech Việt Nam. Ở những video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt những extension và cách sử dụng những cái tip ở trong VS Code. Qua đó các bạn cũng đã nắm được và hiểu và áp dụng nó vào trong cái project của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái phần khá là hay ho nữa trong VS Code. Đó chính là làm sao để chúng ta có thể sử dụng được terminal ở trong VS Code. Mình giả sử đây là một cái project view đó, và khi mà làm việc với view thì chắc chắn các bạn sẽ phải sử dụng terminal command rất là nhiều. Ví dụ như các bạn muốn npm run into một vài cái bucket vào trong project, hay là các bạn muốn run start server, hoặc là các bạn muốn run build để cho build ra để chạy cho production, thì các bạn sẽ phải cần sử dụng terminal. Thì thay vì các bạn sử dụng terminal ở trên hệ điều hành của các bạn đã cung cấp, thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp ở trong VS Code. Tại sao lại như vậy? Thì khi các bạn sử dụng trực tiếp ở trong đây thì các bạn sẽ không phải CD và tìm đến cái thư mục mình cần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn mở một cái thư mục project ở trong VS Code qua workspace như thế này, thì các bạn mở terminal lên thì mặc định nó sẽ mở terminal đúng chính xác vào cái thư mục project của các bạn, và các bạn có thể git status ở đây, giả sử như vậy, để các bạn kiểm tra đó xem là chúng ta đang ở brand nào, kiểu như vậy. Đây đó, được chưa các bạn? Ở git status các bạn cũng nhìn được là chúng ta đang ở brand nào đấy. Ctrl L để các bạn clear hết đi, ok chưa? Thì đây là cách để chúng ta sử dụng terminal ở trong VS Code các bạn nhé. Đây, và nó cho phép chúng ta chia ra nhiều màn hình như thế này. Khi các bạn tắt lên, tắt đi, và các bạn muốn mở lại thì các bạn, mình hướng dẫn cái menu đây, ở đây nó sẽ có phím tắt luôn để các bạn nhìn thấy này. Đó, mở lên thì nó sẽ ở đây, ok chưa? Đó, ví dụ mình chạy npm run dev chẳng hạn, run server để mình chạy cái trang này, run server như thế này. Đó, thì mình sẽ chạy lên được một cái server với cổng là 8080 như thế này. Đó, thì mình chạy nó lên này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây, mình chạy nó lên thì mình sẽ được cái project này, giả sử như vậy. Đây đó, thì đây là một cái project training thôi. Thì mình đang cùng các bạn của lớp Vue.js tại Suntech đang build thôi. Đó, thì qua đây giúp các bạn hiểu được hơn về cái này, và các bạn có thể mở thêm các tab khác. Đó, ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có các tab này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có các tab, và chúng ta muốn chọn cái default của nó là gì thì các bạn có thể chọn ở đây. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, đó, các bạn có thể dùng như thế này, debug, đó, có thể chuyển các tab mà chúng ta đang làm việc, đây, đó, ok chưa? Đó, và sau đây các bạn có thể chạy với câu lệnh khác, đó, thì với video này mình chỉ giới thiệu đơn giản như vậy thôi, cách chúng ta sử dụng terminal ở trong VS Code thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào. Còn các câu lệnh mà các bạn sử dụng ở đây thì tùy từng ngôn ngữ, ví dụ như với Laravel thì các bạn sử dụng PHP Artisan chẳng hạn, thì các bạn sẽ chạy nó ở đây, hoặc các bạn sử dụng Git. Đó, thì ở video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng GitLand ở trong VS Code như thế nào. Với video này mình sẽ dừng lại ở đây. Ok, các bạn hãy xem và thực hành nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.